Chàng ơi xuống núi cùng em, nhớ mang theo ngựa và đi một mình. Em đây tuy chẳng còn xinh, có ô che nắng trợ tình phong lưu. Chợ tình Khâu Vai hay chợ tình Phong Lưu đã có cách đây hơn 100 năm. Mỗi năm 12 tháng, chợ chỉ họp duy nhất một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở thôn Khâu Vai, huyện Mèo Vạc có chàng trai dân tộc Nùng khôi ngô tuấn tú, giỏi tay cầy, thạo tay dao, tay nỏ, yêu say đắm cô dân tộc Giấy xinh đẹp ở làng bên. Giỏi đường kim mũi chỉ, hát hay tảo tần khuya sớm. Chiều chiều đi chăn trâu, hai người thường rủ nhau lên núi Khâu Vai tâm sự. Mối tình của họ đẹp như bông hoa trong rừng, trong như rừng suối mát. Gia đình và họ hàng biết chuyện, quyết không cho họ lấy nhau, vì theo phong tục và lệ làng lúc bấy giờ, trai gái không được lấy người khác dân tộc mình. Hơn nữa, con cái không được tự phép tìm hiểu mà cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Sự cấm đoán khắc nghiệt của gia đình, họ hàng, già làng càng làm cho mối tình của đôi trai gái thêm thắm thiết, bùng cháy như ngọn lửa. Họ đã bỏ nhà cùng nhau lên sống ở một cái hang trên núi Khâu Vai. Tình yêu của đôi trai gái càng thắm thiết thì mối thù của hai dân tộc ngày càng nhân lên. Thương cha, thương mẹ, thương dân làng, họ biết tình yêu của họ là nguyên nhân chính. Họ không muốn vì mình mà dân làng phải đổ máu. Họ đau đớn quyết định chia tay nhau. Họ thề rằng kiếp sau sẽ nên vợ, nên chồng. Và hẹn hàng năm, nhớ ngày chia tay này lại lên núi Khâu Vai gặp gỡ tâm tình. Ngày ấy là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Cũng từ đấy, cứ đến ngày 27 tháng 3 hàng năm, những đôi trai gái có mối tình trắc trở, không lấy được nhau, lại đến đây để gặp gỡ, giải bày tâm sự. Kính thưa quý khán giả, và thấm thoát như vậy một năm đã trôi qua, đêm hôm nay, đêm hôm 26 tháng 3 âm lịch, các chàng trai cô gái người Mông, người Tày, người Nùng, người Dao cùng có mặt tại đây để mà tìm lại bạn tình của nhau, gặp gỡ nhau. Và họ đang bên đống lửa trại đêm nay, họ đang quây quần quanh những điệu múa khèn, rồi là tất cả các những điệu múa dân tộc của người Mông, người Tày, người Nùng, người Dao. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng hòa vào trong chương trình của lễ hội đêm nay. Không chờ đến ngày mai, chợ tình Khâu Vai đã bắt đầu từ đêm 26. Bất kể nắng hay mưa, họ bỏ qua tất cả, hướng về Khâu Vai để gặp lại người xưa, để gặp lại bạn tình. Những người ở những bản làng xa đến chợ từ chiều hôm trước, dòng người đổ về đây như thác chảy. Nếu đôi bạn tìm thấy nhau ngay từ lúc này, họ có thể tâm sự với nhau suốt đêm trước ngày chợ. Ban đêm, ngồi bên bếp lửa của nhà người quen để tâm sự, từng đôi trai gái mắt trong mắt nhìn nhau đắm đuối. Khâu Vai trở thành nơi hò hẹn chung cho tất cả những người yêu nhau trong vùng. Họ đến đây để gặp gỡ, nhìn lại bóng dáng người xưa mà lòng đã trao thương gửi nhớ, gặp lại người xưa để trò chuyện cho thỏa nỗi nhớ mong. Mong chồng em thương em, có con trai con gái, ngô chật bếp chật sàn, gà chật sân chật bãi.
mong vợ anh thương anh, lửa tình nồng ấm mãi, như chim gù chim gáy, như bướm vờn hoa say. Không có chuyện sàm sỡ, thả cỏ như người ta từng nghĩ khi đến với chợ tình. Và bởi sự hiếu kỳ, xuồng xã ấy mà họ cảm thấy thất vọng. Nếu chợ tình ở đây không có luật rất cao và nghiêm, thì sẽ chẳng có đôi vợ chồng nào đến chợ lại bằng lòng cho chồng hoặc vợ mình đi gặp người yêu cũ. Kỳ lạ thay, đó là chuyện tình không hồi kết. Hay nói cách khác, hồi kết của nó đã đi vào huyền thoại. Chờ đợi suốt một năm ròng, cho nên tâm trạng của mỗi người đi chợ thật háo hức. Khi trời mới tờ mờ sáng, cũng là lúc họ nhớn nhác tìm nhau. Người tìm được bạn rồi thì trò chuyện với nhau không dứt. Người chưa tìm được thì bồn chồn ngóng đợi, mỏi mắt chờ mong. Còn người mới đến đây lần đầu để tìm bạn thì muốn nhanh chóng tìm được bạn để tâm tình. Khi đã có bạn rồi, họ say đắm bên nhau, họ tâm sự kể cho nhau về những nỗi buồn, vui của gia đình, sự trưởng thành của con cháu, hát cho nhau nghe những làn điệu dân ca gửi gắm nỗi nhớ, niềm thương, hờn giận vào câu hát. Người Tày thì hát cọi, hát yếu, người Nùng, người Giấy thì hát si, hát lượn, người Mông thì thổi khèn bè, khèn lá, đàn môi. Khi đã đến với chợ tình, có một thứ không thể thiếu trong mỗi phiên chợ hàng năm, đó là những chảo thắng cố trên bếp lửa hồng khói bốc lên, nghi ngút bên cạnh những bàn rượu. Các chàng trai người Mông vừa uống vừa tâm sự về người bạn tình của mình. Họ nói về những éo le, hy vọng sự chờ đợi và hy vọng trong suốt thời gian qua. Khi chảo thắng cố đã cạn, bát rượu đặc sản cất bằng ngô non đã vơi, cũng là lúc các chàng trai cùng thi thố tài năng của mình qua các điệu múa khèn. Bước chân của họ nhảy mới dẻo dai và nhịp nhàng điêu luyện làm sao. Cùng với điệu nhảy, tiếng khèn cũng được cất lên lúc gần, lúc xa, lúc trầm, lúc bồng. Có lúc như mừng rỡ vì đã gặp lại hoặc tìm được bạn tình. Có lúc lại như oán trách vì bạn tình không thấy. Chợ tình Khâu Vai là chợ của các lứa tuổi, của mọi gia đình. Bố gặp lại người yêu cũ của bố, mẹ gặp lại người yêu mình thuở trước, và con cái đi tìm bạn mới. Họ tạm xa nhau một ngày để đi tìm cái riêng ngoài vợ chồng của mình mà không có sự ghen tuông. Người chồng có thể ghen khi vợ lên nương lén lút ngoại tình, nhưng khi đã đến chợ Phong Lưu thì tình yêu được tự do chắp cánh, tình cảm riêng tư được tôn trọng và bộc lộ hết mình. Sáng sớm hôm nay là lễ dâng hương ở miếu ông, miếu bà, tưởng nhớ công lao của tổ tiên, những người tạo nên chợ tình Khâu Vai, tôn vinh sự thủy chung, trong sáng của tình yêu đôi lứa, đồng thời cũng là lễ xin phép tổ tiên được mở chợ tình. Lễ vật gồm hai con lợn quay, mâm xôi trên có con gà luộc, mâm hoa quả, mâm vàng hương và rượu, tất cả do các cô gái người Giấy đội lễ. Đi trước những người đội lễ là các thầy cúng, phía sau gồm những khách đến chợ và người dân xã Khâu Vai. Lễ vật được đưa đến trước miếu ông, rồi chia thành một nửa đưa sang miếu bà, cách đó gần 200 mét. Bài cúng ở miếu ông, miếu bà đại ý. Bà con trong vùng có chút lễ mọn, dâng lên ông bà, tổ tiên, thổ công, thổ địa, thần đất, thần ruộng, thần sông, thần suối, chứng giám, phù hộ cho con cháu một năm mưa thuận, gió hòa, hoa màu tươi tốt, con người khỏe mạnh, trâu bò, lợn dê đầy chuồng, ngô lúa đầy sàn, xin phép ông bà, tổ tiên cho con cháu được mở chợ tình. Ngay gần miếu ông, miếu bà, Lù Thị Ban,
cùng các bạn ở xã Tắt Ngà cũng sang dự chợ tình. Họ đang hát đối với các bạn ở xã Khâu Vai. Họ đã hẹn nhau từ phiên chợ trước. Cả đêm qua 26 tháng 3 âm lịch, họ cũng cùng nhau hát đối để rồi trưa nay. Bồi hồi xuống chợ tìm em, niềm thương nỗi nhớ một năm đã đầy. Mặt trời vừa vén sương dày, một năm dồn lại một ngày Khâu Vai. Sắp đến giờ chia tay, em về hẹn mai sau gặp lại. Mong người đừng quên nhau, hãy nhớ lời hẹn ước, để ta sớm được gần nhau, để ta sớm nên vợ nên chồng. Khoảng chục năm trở lại đây, do tình hình kinh tế phát triển, giao thông đi lại thuận lợi và do nhu cầu cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây, nên ngày chợ ngoài việc hẹn hò gặp gỡ, người ta còn mang cả hàng hóa đến chợ bán. Do vậy, đến chợ tình Khâu Vai, chúng ta cũng có thể mua bán, trao đổi những sản vật. Tuy vậy, nét văn hóa độc đáo của chợ tình Khâu Vai truyền thống ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm vẫn còn được giữ. Chợ tình Khâu Vai đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng của huyện Mèo Vạc, của Hà Giang, của dân tộc Mông, dân tộc Tày, dân tộc Giấy, dân tộc Nùng. Nét đẹp ấy đã trở thành sức mạnh đoàn kết và xây đắp mối quan hệ bền vững giữa các dân tộc trong cộng đồng. Hy vọng rằng trong những phiên chợ tình Khâu Vai sau sẽ mang lại cho mỗi chúng ta những hoài niệm về một địa danh gắn với một câu chuyện tình đã đi vào huyền thoại. Một ngày gặp nhau quả là quá ngắn ngủi, không đủ để cho họ giải bày tâm sự. Khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi cũng là lúc họ phải chia tay nhau, lòng buồn nuối tiếc, bịn rịn chẳng muốn rời. Dẫu sao, sự hội ngộ đã để lại trong họ một điều gì đó rất thiêng liêng. Với đôi bạn trẻ, biết đâu năm đó họ sẽ nên vợ, nên chồng, hoặc có khi phải hẹn nhau vào phiên chợ sau nữa. Họ tiễn nhau thêm một quãng đường mà nước mắt rưng rưng, vừa đi vừa hát lời chia ly hò hẹn. Nhưng ai biết rằng sang năm sau đó họ có gặp được nhau nữa không? Cũng có thể trong số ấy có người sẽ không trở lại Khâu Vai nữa. Nhưng cho dẫu rằng chỉ một lần đi chợ Khâu Vai, chắc chắn rằng ai cũng có một kỷ niệm dịu ngọt về một tình yêu tuyệt đẹp. Đông vui nhộn nhịp, mỗi người đến với lễ hội từ một nơi khác nhau, song trong họ đều có chung một tình cảm đặc biệt về tình yêu đôi lứa, trong sáng, thủy chung. Họ cùng lưu luyến hẹn ngày trở lại với Khâu Vai.